Có thể hỏi một chút là anh Nguyễn Anh tên là gì vậy? Và hiện nay là anh đang ở đâu, quê quê quán ở đâu và đang làm việc tại đâu ạ? cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì mình cũng xin trả lời bạn một số vấn đề liên quan. Thì mình cũng xin giới thiệu, mình là gốc thì người Quảng Ninh mình. Đấy, thì mình cũng sinh ra và lớn lên tại Tiên Yên, Quảng Ninh cơ. Nhưng mà À. bây giờ hiện mình sinh sống tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Thì mình là Hậu. Vâng. Hiện tại thì mình đang làm cho một cái sale của khách sạn ngoài dưới Vân À. Đồn. Vậy là anh cũng tức là nhà cửa của anh hiện tại và gia đình anh hiện tại đang sống tại Vân Đồn. Vân Đồn chính xác. Vâng. Ở cái khu anh sống với có gần với lại những cái dự án mà đang chuẩn bị quy hoạch thành đặc khu kinh tế. Anh Trong đặc khu. theo anh là một người dân bình Không, thường nhưng mà tức là nhưng bây giờ em muốn hỏi anh là cái chỗ anh ở đấy ở thì có thuộc trong cái diện được quy hoạch thành khu đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt không? anh Có đúng không ạ? có Có chính đúng xác là có. không ạ? Theo anh tìm hiểu về phương tiện cá nhân thì là có. Vâng. Thì bây giờ trên mạng xã hội và rất nhiều người ở ngoài đời đấy là phản đối cái dự luật này. Vậy thì hôm nay thì được gặp anh là người Vân Đồn thì anh nhận anh có phản đối cái dự luật này không? Không phản đối Vì sao? vì anh là công dân Việt Nam mà anh cũng là cái người lao động, thì anh điều quan trọng đối đối với anh bây giờ là cái người cần tạo công ăn việc làm cho anh, thế thôi. Thì ý anh muốn nói là dự luật này sẽ tạo ra được nhiều công ăn việc làm cho người dân và đặc biệt là cho những người lao động như anh. Chính xác. Và anh nghĩ là lấy cái dự luật này tạo lên nó nhiều cơ hội đến với người lao động anh hơn so với hiện giờ. Vậy thì anh suy nghĩ thế nào về những người mà phản đối trên mạng đó và thậm chí người ta còn tổ chức biểu tình mà cái biểu tình như thế anh đã biết thông tin trên mạng rồi là trang báo chí chính thống đấy anh biết là nó biến thành bạo động ở trong Bình Thuận thì anh có suy nghĩ như nào về những cái cuộc biểu tình và cuộc bạo động như vậy? Anh không phải là họ, anh không biết là họ ý kiến gì, thì anh cũng không quan tâm đến họ, anh chỉ quan tâm gia đình anh, bản thân anh. Vâng. Vậy thì hiện tại anh đã thấy những cái mặc dù luật cái dự luật đặc khu này vẫn chưa được chính thức được ban hành nhưng mà anh Vâng. đã thấy những cái cơ hội phát triển gì của Vân Đồn và trước đó thì ý em muốn hỏi là trước đó Vân Đồn nó như thế nào tức là về kinh tế các thứ so với các vùng khác của Quảng Ninh hoặc là của trên cả nước thì nó có phải là một trong những cái vùng kém phát triển hay không và cái anh cho rằng thì cái anh liệu anh có cho rằng là sau khi cái dự luật này được thông qua thì nó sẽ làm cho Vân Đồn trở thành một những trong những khu mà phát triển ngang bằng so với lại những khu giống như kiểu ở Hạ Long này. Anh theo quan điểm cá nhân thì mình nghĩ là cái hiện tại của bây giờ trước khi được cái thông qua luật đặc khu thì hiện tại Vân Đồn vẫn bình thường như các vùng miền trong cả nước. Nhưng mà sau Không khi không có cái gì đặc sắc. không có cái nó cũng có một phần đặc sắc, nhưng Nhưng mà mỗi tỉnh nó mỗi khu như Vân Đồn anh Vân Đồn thì nó có cái lĩnh vực riêng thì nó sẽ có cái phần đặc sắc Nhưng riêng. mà so với những cái vùng khác ở Quảng Ninh thì nó có phát triển bằng ngang bằng được không? Đó cũng tương đối là ngang bằng so với các vùng miền khác, mà nếu mà so với trung tâm Hạ Long thì sẽ kém hơn, so với các vùng khác thì nó cũng tương đối là ngang bằng. Còn sau khi luật đặc khu có thành hiện thực hay không thì điều đó thì mình chưa biết, nhưng mà mình cũng nghĩ là luật đặc khu được thông qua thì cơ hội phát triển đến với người dân sẽ lớn hơn, thì sẽ tạo được cái công ăn việc làm nhiều hơn cho người dân. Hiện tại anh đã thấy cái sự thay đổi nó như thể hiện như thế nào? Chẳng hạn như là phải thông qua về những cái mà có nhiều buôn bán hoặc là có nhiều cái hoạt động thương mại nó nổi bật ra ở Vân Đồn trong những ngày qua. Anh có Hiện thấy cái tại những cái nổi bật Vân Đồn nhiều qua đối với ý kiến của người dân, mình cũng chỉ thấy qua sự phát triển về kinh tế hạ tầng thì một số cơ sở vật chất hạ tầng cũng được phát triển rất nhiều so với ngày xưa. Vậy thì trên mạng xã hội đấy thì có nhiều người nói rằng là cái luật đặc khu này tạo ra cho cái chính phủ Trung Quốc vào tức là chính phủ Việt Nam mình bán đất cho Trung Quốc thì hiện tại anh đã thấy ở Vân Đồn cái điều đấy đã thấy chưa? Tức là có thấy người Trung Quốc sang đây mua đất hay là làm gì xây dựng các dự án ở đất Vân Đồn chưa? Anh có thấy cái điều đấy Phương không? diện cá nhân thì mình không không
không thấy gì cả, không thấy biến chuyển gì cả. Vâng. Vậy thì anh có biết là hiện tại là Vân Đồn mình đấy là các dự án đang đầu tư là thuộc của nước nào không? Cái đấy mình là người dân mình cũng không nắm rõ. Không nắm rõ là các dự án đang đầu tư tại Vân Đồn hiện nay là có. Mình không nắm rõ. Thì cũng vậy thì em cung cấp thêm thông tin cho anh là hiện tại là các dự án đang đầu tư tại Vân Đồn hầu hết là dự án của chính doanh nghiệp Việt Nam mình, như Sun Group, như Vin Group hay là FLC Group. Đấy thì là em cung cấp thông tin cho anh như vậy. Mình cũng có tìm hiểu qua một số trang mạng xã hội cũng như một số trang chính thống, nhưng mà mình là người dân mình không biết được cái vấn đề cũng, tức là anh cũng không quan tâm vấn đề về mình không quan tâm vấn đề mình quan tâm là mình vẫn đang sống với hiện tại bây giờ. Vâng, thế vậy thì ở trên mạng xã hội cũng có một cái tin đồn đó là đất ở Vân Đồn đang tăng vòn vọt, tăng giá, thì anh có thấy là đất ở Vân Đồn hiện nay đang tăng không? Cái đấy thì mình cũng không tham gia về bên lĩnh vực đấy, mình cũng không biết. Mình cũng chỉ nghe nói một số cái khu đất có tăng, mình cũng không quan tâm lắm. Vâng, vậy thì anh là người dân Vân Đồn thì anh có muốn chia sẻ gì với lại những người mà đang phản đối dự luật, mà tức là họ đang gọi như cách anh trình bày thì có thể gọi là một từ gọi là cướp mất cái công ăn việc làm của chính người dân Vân Đồn và sau này còn chính cả người dân Quảng Ninh và người dân cả nước, thì anh có đôi lời gửi gắm gì không? Mình không có ý kiến gì cả, mình là người dân Vân Đồn, mình cũng là một công dân Việt Nam, mình không có ý kiến đâu. Mình chờ đợi tất cả những cơ hội đến Việt Nam đến với mình. Vâng. Kể là ai? Vâng, vâng. Vâng, vậy thì em cũng xin cảm ơn anh cuộc trò chuyện này. Qua cuộc trò chuyện này thì mới hiểu được rằng là cái lòng của người dân Vân Đồn muốn nghĩ gì, muốn suy nghĩ gì về cái vấn đề này. Thì cũng cảm ơn anh. Thì thay mặt cho mọi người thì em cũng kính chúc cho anh, gia đình mình và toàn thể người dân ở Vân Đồn nói chung là sẽ có những cái sự phát triển đột biến trong thời gian tới. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn anh.